Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ giới thiệu cho người một dự án Unreal Policing. Đến thời gian này ngoài clip mô tả mình bot nha bạn. Theo thời gian này mình sẽ nhận được một token TAC bằng 0.15 USD cho một token. Con token này mình có thể rút luôn nha tất cả các bạn. Rồi bạn bấm nút start nha bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn cho vào kênh giúp. Rồi các bạn chờ máy mình lót chút xíu nha các bạn. Rồi các bạn xin chào các bạn. Tốc cần này thông tin của anh em thì nó sẽ phân phối sau 24 giờ nha các bạn. Mình kiếm những cái kèo khoan khoảng cao đây mình tìm thông tin chút các bạn. Rồi bạn mới đáp lỡ. Rồi bạn follow the world các bạn. Tốc cần này đã list lên sàn rồi. Chất quát nha các bạn. Follow và tweet nè. Rồi theo world thì các bạn theo dõi nha các bạn. Mạng dưới quê mình con chắc của nó nè các bạn. Các bạn copy con chắc của nó chỗ này nè các bạn. Giờ thì bạn cho mình xin ít phút để mình ép con chắc với cho link và mình kiểm tra nó giá cả nó xong nha các bạn. Thì các bạn copy nha các bạn. Các bạn bấm vào mục add nha các bạn. Đâu ta không phải mục ad nè các bạn. Rồi bạn bắt con chắc cứ nói vào các bạn. Đâu ta số máy mình thường bắt vào các bạn. Rồi bạn bấm nút tìm kiếm các bạn. Rồi bạn mở ra các bạn. Để mai chiều tôi cần nó phân phối ra để mình qua đi chơi qua mình kiểm tra giá cả các bạn. Một tốc càng này đỡ được khoảng 4 phẩy mấy càng 5 tốc càng tê tiếp nghe tất cả các bạn đã đi sàn chơi quá nhưng khi nó phân phối về thì các bạn cứ giữ đó đi các bạn chờ lên giá mình mới bán tất cả các bạn. Rồi các bạn cũng trở về cũng trả lời ra rồi bằng Bisu Info Maison các bạn. Rồi các bạn điền lại cái username Telegram của tất cả các bạn nha các bạn. À, còn anh 1133 này các bạn. Các bạn vào cái tin copy username Telegram mình nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn cũng mở trang tweet của tất cả các bạn. Lấy username của tất cả các bạn mà. À, còn MMO của bạn. Rồi bạn gỡ nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn cũng mở cái trên đi ra. Copy cái địa chỉ TDX nha các bạn. Mai mình lâu khá là chậm các bạn ơi. Tại vì mình đang quay phim. Rồi các bạn chờ chút xíu các bạn. Rồi bạn bấm vào reset này. Giá của cái đồng tê đít này lên khá là cao các bạn. 0.3 mấy. Bạn nào lưu trữ cái đồng tê đít này thì mình chúc mừng cho bạn đó các bạn. Rồi bạn gửi các bạn. Rồi các bạn bấm vào withdraw. Bắt địa chỉ rút tiền thứ rồi mình bấm withdraw nó kêu nhập địa chỉ mình nhập một tốc cần thứ ta. Rồi các bạn có sau khi các bạn rút nó sẽ về từ 12 đến 24 giờ nữa các bạn. Mình rút luôn cho các bạn coi nè một tốc cần tắt kỹ tắt review con này cần ghép đó các bạn. Nên mình có thử. Rồi như vậy là sau 12 đến 24 giờ các bạn có thể vào rút tiền các bạn. Bấm vào withdraw nhập số lượng nha các bạn. Vậy video mình đây kết thúc. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nha.